đằng sau cửa kính, một không gian trầm ấm, đậm chất Hội An với màu nâu vàng của tường, của ánh đèn được mở ra. Trong ngôi nhà cổ kiến trúc Pháp, từng góc nhỏ với mỗi món đồ đều mang vẻ cổ kính, đậm dấu ấn xứ Quảng. Từ những chiếc đèn lồng, tranh treo tường, mỗi bộ bàn ghế cho đến từng món đồ trang trí nhỏ ở đây đều được cô chủ dụng tâm lựa chọn kỹ lưỡng và vận chuyển từ Hội An ra. Mình thấy không gian quán thì rất là đáng yêu. Kiểu bước vào đây cảm giác như là mình đang ở Hội An thật, cứ kiểu như là yên bình, êm ả. Nhân viên, những con người đây cũng rất là đáng yêu. Đồ uống thì vừa ngon vừa xinh. Nói chung là chỗ này thì mình đã đến rất là nhiều lần rồi, nhưng mà mình cũng chưa có ý định là ngừng gắn bó với nó. Tôi nghĩ đây là một quán cà phê độc đáo. Từ nội thất đến đồ vật ở đây đều rất đặc biệt. Mỗi khi đến đây, tôi thường có sự liên tưởng đến hạnh phúc, tôn vinh và những giá trị chân quý giữa nhịp sống đô thị. Không gian của quán khiến tôi cảm nhận được sự bình yên, chậm rãi của cuộc sống mà tôi thực sự thích. Đây là không gian lý tưởng để tôi có thể suy nghĩ, đọc sách. Và có lẽ đây là một góc riêng giúp tôi có thể làm được một vài điều mà tôi thích. A Little Hội An gây thương nhớ bởi đồ uống dịu ngọt, thanh mát, các loại trà mang hương vị truyền thống với những cái tên đáng yêu như Hội An Love, Hội An Kid. Không chỉ vậy, ở đây còn được trang trí bởi rất nhiều sách, giúp cho những tín đồ yêu con chữ dễ dàng lựa chọn những đầu sách thú vị. Đặc biệt, quán còn ghi điểm vì thân thiện với môi trường. Thực hiện chiến dịch môi chạm cốc, ở đây không còn xuất hiện những chiếc ống hút nhựa. Hay ở mỗi góc nhỏ tầng 1, những chai thủy tinh được rửa sạch, đặt gần cửa ra vào với lời nhắn: nếu cần tái chế, xin hãy cứ lấy. Không gian đẹp, đồ uống thanh mát, còn gì tuyệt vời hơn vào một buổi chiều cuối tuần, men theo lối cầu thang nhỏ lên A Little Hội An, nhấp một ngụm trà, nói dăm ba câu chuyện và cùng tận hưởng sự yên bình ngay giữa lòng thủ đô nhộn nhịp.